Trong những ngày qua, cán bộ hội viên phụ nữ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, nhất là giúp đỡ những hộ khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Để chia sẻ bớt khó khăn cho những bạn sinh viên, người lao động thuê nhà ở trọ trên địa bàn phường, các chị chủ hộ cho thuê nhà trọ là hội viên phụ nữ phường Mỹ An đã thực hiện việc giảm 50% tiền thuê nhà trong 4 tháng đối với những người thuê trọ tại 148 phòng trọ và 21 căn hộ với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng một tháng. Việc làm này đã giúp nhiều sinh viên, người lao động nhẹ gánh phần nào những nỗi lo trong mùa dịch COVID-19. Cán bộ và hội viên phụ nữ phường Mỹ An cũng đã và đang tiếp tục phát động những cái hoạt động khác, ví dụ như hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các hộ lao động, hộ khó khăn, hộ sinh viên nghèo để giúp phần nào đó giảm gánh nặng cho các hộ lao động khó khăn cũng như những sinh viên bị mắc kẹt tại Đà Nẵng chưa thể về nhà được. Với hoạt động thiết thực trên, cán bộ hội viên phụ nữ phường Mỹ An đã chia sẻ phần nào cùng người lao động, sinh viên tạm trú trên địa bàn phường không về nhà được trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tạo điều kiện để họ vượt qua khó khăn trong đợt dịch này.